Đến qua đúng không, là nắm tay thu phương đấy, không phải nắm bên này tại anh lái bên này để nắm tay thì bả cầm mà bả không buông ra, mình tưởng là mình cầm bả sẽ buông ra, là có nghĩa là chưa chắc gì họ chịu đúng không, thì mà mình cầm bả không buông ra là mình thấy được rồi, đàng vàng. Thì mình cầm cái tay vậy, xong mình mới nói là xong Phương mới nói là em rất thích cái cảm giác anh nắm tay của em. Thế mình mới nói được rồi, như thế này. Mình nói đàng vàng rồi, đàng vàng. Và cái này mà hớ một câu là xong luôn nha con. Người Bắc người ta thâm thúy lắm. Cho nên thành ra phải cẩn thận. Nó là xong Phương mới hỏi là anh có biết lý do tại sao em thích không? Thì mình mới nói chắc là phải có chiều sâu. Em thích cái cảm giác anh nắm tay em vì em cảm thấy an toàn, phải không? Phương mới nói không phải. Hay là em cảm thấy anh to lớn bảo bọc em? Không, cũng không phải. Không có gì đâu, ở bên Mỹ này em thấy người ta hiền lành lắm, đâu có gì đâu, và phải bảo bọc. Hay là em thấy em ấm, tàn tay anh to, đúng không? Anh nắm tàn đầy hơi ấm cho em. Nó cũng không phải nữa. Nó vậy chứ tại sao mà em thích anh nắm tay? Thì bạn mới nói là khi anh nắm tay như thế này, đó, em thấy tay em trắng vô cùng. Mình nói, ủa em gái Bắc này sao kỳ vậy trời? Mình đào sâu lắm, mình đi sâu ở nhà bả cạn dễ sợ luôn. Thì từ đó Dũng mới nhớ cái câu mẹ nói là tôi tưởng giếng sâu, tôi nói sợ dây dài, ngờ đâu giếng cạn, cho tới giờ tôi vẫn yêu hoài sợ dây. Cho nên thành ra là phải nói là tôi soi tình tôi giữa đời em thì đúng hơn. Cho nên hôm nay một lần nữa là Thu Phương chỉ hát được 2 bài hôm trước, thì Phương hát tới bài thứ 5 thì bắt đầu mới mất giọng, thì mình phải coi là cái phong thủy ở đây tại Phương về nghệ thuật. Em nghĩ là cái thảm ở đây có vấn đề. Thảm? Vâng, thảm. Tụi anh, thầy trò anh nằm ở đây kia lại ngồi thiền nhiều lắm. Đúng không? Tụi anh nằm, tụi anh lết lăn lộn. Thì em nói thảm có vấn đề thì em nghĩ rằng là thầy Quang nên thay đổi hết tất cả thảm ở dưới này để cho cái gì đó nó khởi sắc hơn chút xíu nữa. Anh đừng lo, em tới tháng 5 á, thầy là dọn về Newport Beach, thấy cái văn phòng đó em chóng mặt liền. Đấy, không có thảm nữa. Đúng rồi. Đấy. Không chơi thảm dát vàng không à. Thầy đấy. Quang dát vàng cho em. Cho nên thành ra tới tháng 5 là văn phòng của GIC Newport Beach còn khủng khiếp nữa nhá. Cho nên thành ra là lúc đó em tha hồ hát ở ngoài biển luôn, đứng ngó ra thấy biển không nha. Rồi thì bây giờ em còn câu chuyện gì nữa em không hát không? Không, em thế đủ rồi, và em nghĩ anh cũng đủ rồi, mình nhường sân khấu cho người khác anh nhá. Vâng. Nhắc khéo đó quý vị, nhắc khéo đó. Ở nhà cũng thế. Thôi một lần nữa Dũng và Thu Phương xin cảm ơn mọi người. Bây giờ ở đây chúng ta biết là nhiều người thuộc dạng giống như Dũng là hay hát. Phải không ạ? Dũng thì Dũng nói Dũng có một bài nảy lòng, khi nào mà Phương chịu nhận lời gả cho Dũng thì Dũng sẽ hát. Cho tới giờ này vẫn là hai đứa vẫn góp gạo thổi thành cơm thôi, chưa có chính thức thuộc về nhau, cho nên chưa có luộc được rau. Cho nên thành ra vẫn thử thách 18 năm rồi đó chị, 12 tháng 12 vừa rồi là đúng 18 năm. Hai đứa con mà là bà nói vẫn thử thách, lạng hoạng là bà chỉ gọi cho hai đứa con gọi bằng chú Dũng thôi. Cho nên vẫn bị áp lực và vẫn bị đe dọa hàng ngày như vậy. Cho nên một lần nữa là vì thế mà mỗi tuần ngày thứ 3, ngày thứ 5 là hai đứa vẫn phải hẹn hò với nhau. Là như thế đó, là vẫn phải thử thách. Đó, bây giờ là mời chị trở về, chị điều khiển chương trình và mời những người nào mà muốn giúp vui hôm nay. Dũng một lần nữa cảm ơn mọi người rất nhiều và hy vọng 2022 chúng ta sẽ chào đón nhiều người đến với GIC, đến với văn phòng thật to lớn hơn. Và chúng tôi sẽ có văn phòng thêm ở San Jose. Và thầy Quang còn nói nữa là sẽ về tới Honolulu. Thường thường đánh chứng khoán này 5 giờ sáng Dũng đã thức rồi, 6 giờ rưỡi là bắt đầu tiếng chuông bắt đầu, thì chúng ta đi theo giờ của New York, 9 giờ rưỡi New York, 6 rưỡi đây. Mà nếu mà mở văn phòng ở bên Hawaii là 3 giờ rưỡi là bắt đầu phải đánh rồi, thì không biết là phải thức qua đêm luôn hay sao. Nhưng mà thôi, mưa tới đâu mát mặt tới đó, để đúng đó mưa nào chúng ta xem. Vì Jimmy JC là một ca sĩ tên tuổi từ hải ngoại về, thì lúc đó Thu Phương được đi chung. Và nhờ như thế, tại vì thời xưa không có cái vấn đề cầu truyền hình là phát một kênh nguyên cả nước xem, mà là Thu Phương nhờ đi lưu diễn với Jimmy, mà lần đầu tiên người Sài Gòn mới nghe được giọng hát Hà Nội. Có một người kêu là cao ráo, nhìn cũng được, hát cũng ổn, là ca sĩ Thu Phương. Cho nên Thành Nam mới nói là sinh ra ở Hải Phòng, lớn lên ở Hà Nội, thành danh ở Sài Gòn, và bây giờ thì định cư ở Mỹ. Đi đâu lanh quanh cho đời mỏi mệt, đúng không? Thôi bây giờ ở trong cái tinh thần đó, cho nên thành ra Thu Phương mệnh danh những người nào một lần đã sinh ra ở Hà Nội, một lần ghé Hà Nội, hay là đã để quên con tim
ở Hà Nội thì đều gọi Thu Phương là có phải em mùa thu Hà Nội. Nhưng mọi người không biết là Thu Phương là thực sự sinh ra ở Hải Phòng. Nhưng vì Thu Phương ở Hà Nội và hát nhiều bài về Hà Nội, nhất là nhạc của nhạc sĩ Phú Quang, người mà được cho rằng là Phú Quang là Hà Nội, Hà Nội là Phú Quang, ông cũng mới vừa lìa xa cuộc đời, rời bỏ cuộc chơi. Cho nên hôm nay chắc là Thu Phương phải một lần nào hát một bài nói về người nhạc sĩ này mà đã Thu Phương đã gắn bó tên tuổi với ông. Cho nên một lần nữa xin quý vị cho nữ ca sĩ Thu Phương một tràng pháo tay. Nãy giờ anh nói câu thời gian đủ chưa? Anh tạ ơn em. Có lẽ trước tiên Thu Phương xin được gửi tới tất cả các cô chú, anh các chị và mọi người ở đây lời chào trân trọng nhất, và cũng xin cảm ơn là với những mối duyên đủ duyên trong đời sống để khiến chúng ta gặp nhau có một buổi tối như ngày hôm nay, và rồi sẽ lưu giữ những cái kỷ niệm rất là đẹp như thế này với nhau. Và Thu Phương cũng muốn chúc tất cả các cô chú, anh các chị và mọi người một mùa lễ thật an lành, mạnh khỏe. Và chúng ta đã trải qua những ngày tháng rất là khó khăn, đặc biệt là dịch bệnh hơn 2 năm vừa qua thì ở đâu cũng đều là thấy rất là nhiều nỗi buồn. Và đặc biệt là Thu Phương đang ở trong giai đoạn để tang cho bố, cho nên là cũng sẽ thường thường là sẽ không hát và cũng sẽ không đến dự những buổi tiệc đông người. Nhưng mà hôm nay cũng là những cái ngày cuối năm đặc biệt, thành ra thì Thu Phương có mặt, và cũng như là nhạc sĩ Phú Quang cũng vừa mới qua đời, thành ra Thu Phương xin hát một bài hát để tưởng nhớ người nhạc sĩ mà có rất nhiều những tác phẩm nổi tiếng và Thu Phương cũng rất là yêu. Cho nên mời quý vị cùng thưởng thức tác phẩm Nỗi Nhớ Mùa Đông của nhạc sĩ Phú Quang. Trước lá thu vàng đã rụng, chiều nay